Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào anh. Anh chào Minh Hoàng và anh chào cộng đồng mạng. Anh chúc cộng đồng mạng năm cũ bước sang năm mới là năm 24 được cái sự mà sức khỏe được dồi dào và dạng sự như ý. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Bây giờ anh cho mọi người biết tên cũng như tuổi của anh luôn ha. Rồi, anh là Trần Văn Cường, mà cái tiếng Hoa của anh là kêu bằng Sành Mình Khang. Sành Mình Khang em. Dạ. Yeah. Anh sinh 20 tháng 10 năm 1969 em. Ừ, 69 là năm nay 55 tuổi rồi. Tết nay là 55 tuổi. Dạ, cha mẹ anh nói là anh sinh là Mậu Thân Minh Hoàng. Dạ, dạ. Rồi anh Trần Văn Cường, năm nay 55 tuổi, anh đến từ đâu anh Cường? Anh hiện tại là ở thành phố Hồ Chí Minh em. Dạ. Rồi anh Cường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh Cường nè, anh có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không anh? Dạ, anh đồng ý em. Anh đồng ý. Mọi khiếu nại của gia đình cũng như bản thân anh Cường sau này yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được. Dạ đúng rồi, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình luôn ha. Dạ đúng rồi. Rồi, hiện tại tình trạng hôn nhân gia đình của anh Cường như thế nào anh? Dạ, năm nay coi như là anh quá vợ đã 7 năm rồi. Là vợ anh bị căn bệnh là biến chứng của tiểu đường á. Dạ. Có một cái dịp là con sinh nhật của con anh thì nó tổ chức cho gia đình anh đi Đà Lạt chơi. Và cả gia đình anh trước khi đi thì anh đã xét nghiệm cho bà xã anh đầy đủ hết. Thì anh mới hỏi ý kiến bác sĩ lại là có thể là vợ tôi đi đến Đà Lạt chơi được hay không. Thì bác sĩ nói thì được thôi, nhưng mà anh phải là sự quyết giữ ấm cho chị tốt. Thì khi mà bà lên tới Đà Lạt đó em, thì hai hôm sau thì không có gì hết. Cho đến ngày thứ ba, thì cái ngày đó nhằm ngày Chủ nhật đó, thì gia đình anh đi xem lễ trên nhà thờ. Ở trên Đà Lạt cái nhà thờ cao đó, thì bà bị lạnh quá thì lạnh nữa bác chịu không nổi. Thì bác nói từ từ anh, mình cứ đè nén cảm xúc lại ha. Chuyện buồn nó cũng đã qua cũng lâu rồi, 7 năm rồi. Thì bây giờ nhắc lại chuyện buồn thì đương nhiên cái cảm xúc nó sẽ trào dâng. Nhưng mà anh cũng cố gắng kìm nén lại ha. Rồi nói tiếp đi anh Cường. Dạ thì lên xem lễ thì bà lên nữa được. Thì bà nói là em mệt quá, em lạnh quá chịu không nổi. Thì khi mà xem lễ khi mà xem lễ ra thì bà mệt, thì anh mới dìu bà về khách sạn. Thì cái đêm đó bà mê man, thì anh mới kêu xe chở bà vô đa khoa của quận, của tỉnh Lâm Đồng.
thì cấp cứu bà một đêm luôn, thì sáng ngày bà ơi tỉnh tỉnh. Khi mà bà đã tỉnh dậy thì ba anh mới thuê một xe cấp cứu ở bệnh viện, thì anh đưa bà về Bình Dân. Mà trên cái quy tắc á, là cái xe cấp cứu không được bác sĩ theo, nhưng mà anh vẫn cố gắng yêu cầu bệnh viện hỗ trợ cho anh một bác sĩ để đi dọc đường, để cho bà xã anh có sự an toàn. Thì trên đường đi thì bà thì nằm ở trên, anh thì nằm ở dưới. Bà suốt cái lộ trình về tới bệnh viện Bình Dân thì bà vô nhập viện. Trong cái thời gian mà bà nằm ở bệnh viện Bình Dân á, thì bà là bị gì, cái biến chứng của cái phổi tiểu đường em, nó là bà là mệt, thứ hai nữa là cấp cứu ICU có lên xuống là bao nhiêu lần. Và sau đó bác sĩ mới chuẩn đoán là vợ anh bị viêm phổi kháng kháng thuốc, thì bác anh mới yêu cầu bệnh viện cho anh một cái bác sĩ chuyên về bệnh phổi là bên Nguyễn Ngọc Bạch Khoa, họ làm một cái coi như là xét nghiệm và đồng thời một bác sĩ chuyên khoa để chuẩn đoán và cho thuốc. Thì trong cái thời gian đó là cũng gần Tết rồi, thì bà nằm coi như là trên ICU, thì anh nằm ở ngoài hành lang của bệnh viện suốt 3 tháng trời. Suốt 3 tháng trời thì anh phải nằm trong trong bả từ ở dưới khoa khoa chạy thận cho tới hai lên cái khoa đặc biệt là nó kêu bằng ICU của em. Rồi khi mà bà đã trong cái tình trạng coi như là cơ thở mà thở bằng máy thôi em, chứ không thở được một oxy nữa, coi như là không nói gì được mà chỉ là để cái ống trong miệng để mà thở thôi. Thì bác sĩ ở bên Phạm Ngọc Thạch đó họ cho một cái loại thuốc kháng sinh mạnh nhất mà thế hệ mới nữa, mà gần Tết rồi anh tới ra ngoài mua một cái hũ nó vậy là cũng nằm 1,5 triệu đến 2 triệu, anh mua cho bà 10 triệu, 10 chai để dành 3 bữa Tết ra chích cho bà. Giờ khi mà bà đã coi như bác sĩ coi như họ có cái lương tâm, còn nói thôi còn nước thì còn đá, thì bà cứ nằm đi hoài. Thì sau cùng thì bây giờ anh cũng nóng lòng thì nói thôi nếu mà không được thôi đem về nhà, thì cũng ráng cố gắng mà chạy chữa. Chạy chữa dở dở Rồi, thôi được rồi anh Cường ha, xem như là một dạ. cái chuyện buồn, một cái quá khứ nó đã qua rồi. Bây giờ anh cũng cố gắng kìm nén ha, nó cũng qua 7-8 năm nay rồi. Thì nói chung Dạ. là chị cũng đã không qua khỏi anh ha. Rồi Dạ. anh với chị được bao nhiêu người con vậy anh Cường? Anh có một người người con trai em. Hiện nay thì anh cũng có 3 đứa cháu nội. Thì con anh với con dâu vẫn đi làm hàng ngày em. Mà công việc của nó thì cũng ổn định. Hiện Thì nay trong cái thời gian, và sao em nói đi em. hiện nay anh Cường ở thành phố Hồ Chí Minh, anh ở nhà của anh luôn hay là nhà của con anh? Không, cái nhà này là của vợ chồng anh ngày xưa đến già đến nay.
À, ngày xưa đến nay Cha con anh có ở chung với anh không? à, thì anh chỉ có anh thằng con trai thôi là nói chung với anh đó em, nói chung với anh. Ngày xưa thì anh là ở hồi nhỏ nó lớn thì anh ở dưới Bùi Viện. Bùi Viện là cái chỗ mà Tây Ba Lô của em, Quận nhất ở anh ha. quận nhất á. À, thì hồi nhỏ anh ở đó thì hiện nay cái nhà đó của anh vẫn còn. Vậy anh là ở trên này nhưng mà hộ khẩu chính thức của anh vẫn còn ở dưới quận 1. Cái nhà ở Bùi Viện là giờ anh cho thuê. Dạ không, cái đó là anh để trong anh ruột của anh á, vì anh á, giờ chỉ còn có hai anh em thôi, ông anh của anh là anh trai. À, ổng cũng rất thương anh, ổng thấy anh cô đơn quá đó thì cũng hàng ngày ổng điện thoại hỏi thăm anh, là ổng sợ anh là có một mình ở nhà nữa, ban đêm hôm ổng biết là có cái chuyện gì đến với anh hay không thì ổng cũng hay hỏi thăm. Thì bây giờ anh em thì chỉ còn có hai người thôi. Rồi, hiện nay anh làm công việc gì anh Cường? À, anh ngày xưa đến giờ anh buôn bán không em? Anh á, thì ngày xưa đó thì anh bán về phụ tùng xe hơi. Rồi sau này thấy cái phụ tùng xe hơi nó không còn khả quan nữa, thì anh mới chuyển qua là cái ngành thiết bị lọc nước em. Mà hiện nay á, thì anh có bằng hàng ở tỉnh em, mấy tỉnh các tỉnh á, thì họ có yêu cầu anh á là những cái mặt hàng của anh có nó yêu cầu thì anh mới đóng gói anh gửi trần cho họ. Anh là chuyên về bỏ sỉ thôi, Vậy là anh bỏ anh sỉ cái những cái thiết bị lọc nước ha. dạ đúng rồi đúng rồi. Rồi bây giờ nè, hôm nay nè anh Cường muốn mảnh ghép yêu thương giúp gì cho anh? Dạ anh lên đây đó là anh chỉ bày tỏ bản thân thôi, thì anh cũng nhờ Minh Hoàng thấy có một cái hoàn cảnh nào phù cho anh thì ghép nối cho anh dùm, chứ anh cũng không biết như thế nào, không biết người nào có thương mình không, thành ra anh không dám ngỏ ý, anh chỉ bày tỏ cái bản thân anh vậy thôi. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà anh đã người đó thương anh và anh thương người đó thì anh cái bản chất của anh, khi mà anh đã thương người đó rồi thì anh cuộc đời của anh với người đó là sống đến hết cái cuộc đời này, chứ anh không có phải là chấp nối thêm một người thứ hai thứ ba gì hết. Vì cái người vợ trước của anh á, thì anh chung thủy là anh ở cũng 30 năm, chỉ có cái hoàn cảnh á là tạo quá, mà tạo quá coi như cái số phận của bả ngắn thì anh kéo bả lại không kịp, không không nổi thôi. Thế anh cũng chạy chữa cho bà hết tức, giờ cũng đi cầu nguyện cho bà hết luôn. Sau cùng thì coi như là cái số phận của bà thì anh phải chịu thôi. Rồi bây giờ anh Cường nè, anh cao bao nhiêu anh? Dạ anh cao 1m65 em. Anh nặng là 60 kg. 1m65, cân nặng 60 kg Dạ. ha. Anh Cường nè, anh cái công việc của anh, đặc thù công việc của anh có thường rượu chè đâu? Không, anh không có ấy. Anh thì
Anh không có nghiện thuốc lá cả, chỉ anh sáng là anh dậy sớm nên anh bắt một cái ly cà phê sữa anh uống thôi. Dạ, cũng không uống bia, cũng không hút thuốc. Ngày xưa đến giờ vậy, chỉ có thời thanh niên thì anh còn uống chút chút rượu, hút thuốc, và khi mà có tiệc hoặc cái gì đó vui á thì anh uống một lon hoặc hai lon, hút một hai điếu thuốc thôi, chứ anh không có ghiền. Thì anh cái bản chất anh thì không có việc có đến hại sức khỏe cho mình. Em thấy cái mình thấy hại không tốt cho sức khỏe mình thì mình tránh, nhưng mà ngược lại thằng con anh thì nó cũng giống như anh vậy, là nó kho nó vào cái tuổi thanh niên chứ nó không thuốc lá, không cờ bạc, không rượu chè, không gái. Nó biết lo cho gia đình vì vợ của nó gặp được con của anh là nó rất là có phước. Thanh niên mà như vậy là cũng nó thấy cái tấm gương của anh vậy đó, thì nó chiếu theo. Rồi hôm nay bây giờ anh Dũng nè, anh muốn cái mẫu người phụ nữ đến với cuộc đời anh á là như thế nào mới hợp với anh? Anh thì anh chỉ mong anh gặp được một cái người phụ nữ thương anh, thương anh cho tới hay là cái cuối cuộc đời giữa anh và người đó. Và với anh, giữa cái người phụ nữ anh chọn là biết chung thủy, lo cho gia đình, lo cho hạnh phúc hai vợ chồng đang hòa với cuộc sống, là anh mong chỉ như đó thôi, chứ anh không muốn, anh không đòi hỏi gì hơn nữa. Là một cái mẫu người phụ nữ là biết lo cho gia đình, yêu thương gia đình anh Cường. Và với chăm sóc với lo cho cái hạnh phúc của gia đình, đang hòa cuộc sống với nhau, để cho gia đình anh và con anh, và ví dụ anh gặp người đó có con thì cũng anh thương con người đó chan hòa với nhau, chứ mình anh không phân biệt gì con người vợ. Vì bản tánh anh thì anh cũng xem nó như là con của anh, vì anh không có con nhiều, anh chỉ có một đứa con trai thôi. Rồi công việc của chị đó anh muốn chị làm công việc gì, rồi nhà cửa như thế nào anh Dũng ấy anh Cường? À, anh chỉ mong người đó thì nó đúng là có công việc ổn định thôi, ổn định cùng chung với anh xây dựng cái mái gia đình và hạnh phúc. Nhà cửa sao anh? Nhà cửa thì hiện nay thì nhà anh thì anh ở thì con anh một cái phòng, giờ hiện anh ở một cái phòng, còn một cái phòng giữa để không. Vì nói thật ra bây giờ thì con anh thì nó cũng sáng nó đi làm, nó chở vợ con đi làm, về chiều tối nó mới về, về xong thì đi vô phòng. Nó cuộc sống bây giờ nó giống như là bệnh Mỹ em, có khi nào mà nó nhà nó nấu cơm thì cha con nó ăn ăn chung thì nói chuyện nhau thôi, chứ bây giờ nó có cái mái ấm riêng rồi. Anh cũng không có xen vô cái chuyện gia đình của nó, khi nào cần cái việc gì thì anh trao đổi với nó thôi. Đấy, Anh vậy thì là nếu như chị đó không có nhà thì có thể đến ở nhà anh Cường được chứ gì, đúng không anh? dạ được, vì cái người khi mà mình thương với nhau á
thì mình trang hoàng cái gì nó cũng dễ hết Minh Hoàng ơi. Dạ. Còn mà sợ có một cái là không hợp với nhau á, thì mình khó đến với nhau, với hai nữa là khó khăng khít với nhau được lắm em. Dạ. Rồi Minh Hoàng sẽ ghi nhận sự trải lòng nãy giờ của anh Cường. Minh Hoàng cũng hiểu là chắc anh Cường cũng có ấn tượng được một hai cô nào trên những video đó rồi, nhưng mà mình không tiện nói ra đúng không anh Cường? Dạ đúng rồi em. Rồi Minh Hoàng sẽ cố gắng giúp anh Cường kết nối với lại cái người mà đầu tiên mà anh Cường ấn tượng trên cái video của Minh Hoàng đúng Dạ ha. coi như Rồi. là tâm sự anh cũng nhờ Minh Hoàng giúp giùm anh. Rồi. Nãy giờ các chị cũng đã xem được cái video tâm sự của hai anh em tôi. Các chị nếu mà thầy chị nào thấy phù hợp với cuộc sống của anh Cường thì hãy nhanh tay lên bắt điện thoại gọi đến ngay số chương trình. Chương trình sẽ tạo cơ hội cho anh chị có cuộc gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu với nhau. Nếu mà đi đến kết quả tốt đẹp thì rất là mừng, chương trình cũng rất là vui khi hai anh chị nắm tay đi hết cái quãng đời còn lại, anh Cường ha. Và cũng không quên cầu chúc cho anh Cường sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình là tìm được cái nửa yêu thương đang trôi dạt ở đâu đó về với cuộc sống của anh ha. Dạ, cảm ơn Minh Hoàng. Rồi bây giờ anh có cái ý nào gửi đến cái nửa mảnh ghép mà anh ấn tượng không? Dạ, anh mong á, thì khi mà trên cộng đồng mạng có cái cô nào mà thấy cái hoàn cảnh của anh mà cảm thấy thương anh thì hãy đến với Minh Hoàng, nhờ Minh Hoàng kết nối với anh giùm. À, về nhà của anh ở đây thì nó đúng ra có 5 căn nè, thành ra nó yên tĩnh lắm, không có cái tiếng ồn, chỉ có lâu lâu là người ta đi mua ve chai rồi người ta la thôi, chứ ở đây thì yên lắm, không có cái tiếng động nhà ai đấy ở em. Tối tối ở Dạ. trên đó anh Cường có thường đi chơi đâu đó hát với nhau gì không? Dạ anh đi á, thì anh đi có mình cũng buồn, không có người kế bên à, đi mình lẻ loi lắm em ơi. Chuyến này là quyết định là sẽ kiếm một người để tối tối chở đi chơi ha, đi hát với Dạ nhau uống cà phê rồi anh cũng ao ước như vậy đó Minh Hoàng ơi, ha. mà không biết có sớm được gặp nhau không. Không, với cách tỏ bày quan điểm nãy giờ của anh nè, thì Minh Hoàng hy vọng các chị sẽ liên lạc với Minh Hoàng gấp gấp và rất là nhiều cô luôn sẽ muốn tìm hiểu về cuộc sống của anh Cường. Thôi bây giờ Dạ. tất cả mình hãy để tùy duyên đi ha. Dạ đúng Cái gì đến thì nó sẽ đến, còn rồi. mình có cỡ cầu thì nó cũng sẽ hơi khó khăn. Thôi bây giờ Dạ nãy giờ nó cũng dài rồi, bây giờ anh Cường chào quý vị khán giả, cái anh em mình kết thúc video ha. Dạ anh xin chào Minh Hoàng với anh xin chào anh em chú bác trên cộng đồng mạng được vạn sự như ý mà được sức khỏe dồi dào. Rồi anh cũng xin cộng đồng mạng có bày tỏ cái gì mà trong cái sự mà bày tỏ sơ sót của anh, xin cộng đồng mạng niệm tình quan hỷ cho anh. Rồi, Minh Hoàng thay mặt quý vị khán giả cộng đồng mạng cảm ơn anh Cường và cũng
Cầu mong quý vị khán giả, cộng đồng mạng nếu xem được cái video của anh Cường thì xin quý vị hãy giơ cao đánh khẽ. Mình comment những cái lời tốt và chúc mừng, chúc phúc cho anh Cường năm mới sớm có được một cái nửa yêu thương để khỏa lấp những cái nỗi đau mà 7-8 năm nay anh Cường cũng phải chôn giấu tận đáy lòng của mình ha. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Cường nha. Rồi, anh xin chào Minh Hoàng và cộng đồng mạng.